Xin chào, mình là Minh Sù đây và Minh Sù rất là vui khi được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Bản Lĩnh Nhóc Tì. Và có thể nói khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình đó chính là 10 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền Việt Nam. Thì chúng ta sẽ có cơ hội đến một không gian rất là trẻ thơ, mơ mộng, dễ thương, đáng yêu, nhưng bên cạnh đó còn có rất là nhiều sự thông minh, lém lĩnh và đầy tự tin. Và hy vọng rằng chúng tôi sẽ mang lại những món ăn tinh thần tuyệt vời nhất dành cho tất cả quý vị khán giả trong buổi trưa ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ hãy cùng nhau gặp gỡ các bạn nhóc tì đáng yêu của tuần này. Xin mời. Tần 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 tần. Ủa sao có hai bạn, còn bạn đâu rồi? Alo alo, qua nhà. Yeah. Xin chào, hai bạn đâu? Yeah. Nào bình tĩnh. Lên đây. Mình gửi lời chào đến với tất cả mọi người đi nào. 2 3. Con là Minh Khang. Tên thiệt của con là Phù Nguyễn Minh Khang. Con có kênh YouTube channel rồi, Minh Khang Media. Năm nay con 7 tuổi. Xin hết. Xin hết. Dạ, đây là một cậu trai mà làm gì rồi cũng có những cái suy nghĩ rất là thông minh, sắc bén và có một cái sự suy luận rất là tuyệt vời. Chúc con ngày hôm nay sẽ quyết tâm chiến thắng nha. Dạ. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Nào. Ôi, tuần này lại là một cái áo rất là sang trọng nữa. Mẹ lại mua cho con hả? Dạ. Sao, tuần này là một tuần mới rồi. Con muốn nói gì với quý vị khán giả? Con chào quý vị khán giả, tên là Bùi Thanh Tuyền. Hôm nay con 6 tuổi. Chúng mình sẽ hỏi con là mình uống sữa gì mà mình cao dữ vậy? Con uống sữa hươu cao cổ. Hươu cao cổ luôn hả? À, thôi à. Nha, uống sữa nè, ăn uống đầy đủ nè, nhớ tập thể dục nữa thì mới cao được nghe chưa? Bơi lội để mình cao hơn nha. Qua bên đây. Trời ơi, tóc xù giống như chú Minh Sự nè. Nào giới thiệu nè. Xin chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Hành Công, con 8 tuổi. Mình có thể gợi ý thêm cho mọi người là về sở thích nè. Mình thích làm gì nhất nè? Sở thích của con á là chơi Lego. Ồ, chơi Lego là rất là thông minh đó. Con có bao nhiêu bộ Lego ở nhà rồi? Trời ơi, nhiều dữ. 5 bộ gì? 5 bộ Lego. Ngày hôm nay ráng quyết thắng lấy 10 triệu về nữa để mua quà cho em chơi nhé. Dạ. Vỗ tay cho ba bạn nhóc tì tuần này. Chú ơi, chú đứng mình này buồn quá chú ơi, có ai không chú? Vì chú biết tụi con đứng một mình buồn cho nên chú mời tới đây ba thiên thần rồi. Xinh đẹp, đáng yêu, hát hay, nhảy giỏi, tới đây để cùng với tụi con tham gia chương trình tuần này nha. Dạ. Một tràng hót tay cho các thành viên trong nhóm nhạc Libby. Thôi vô dáng đi em ơi, vô dáng đi em ơi. Nào, chào các bạn nhỏ, chào quý vị khán giả. Hello tụi con. Hello. Hello cô. Hello, what's your name? Phỏng vấn liền luôn kìa. My name is Yuri. Yuri. How about your name? The girl wear the blue t-shirt. Blue t-shirt. Oh, my god. My name is Rosie. Rosie. How about the last girl wear the fluffy shirt with some ripped jeans? Oh, god. The high skirt. So surprised. Yeah. My name is Annie. Annie. Are you connected together? Yes. 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 Of course. Oh, are do you remember? A band together? Yes. We are a band. Yeah, the band. What is your bad? Bad luck. Bad luck. Bad luck. Do you know bad luck? Do you know? Bad luck. Số nhỏ đó con. Số nhỏ. Yeah. Anh ta sẽ gấp bài. 2, 3. Hẹn anh ở cuối phố đó, bình thản hồi chém dao. Thật lòng em chỉ muốn nói với anh. Nói gì nè? Nè anh thật xinh trai. Nè thật là manly. Oh baby you make me crazy. Wow. Giờ là tới phần lựa chọn của tụi con nha. Xin mời Hành Công chọn trước. Dạ con chọn cô áo trắng. Trời ơi. Yeah. Mình được về đội của bé trai Hàn Quốc tóc xoăn. Đó. Thích nha, thích nha. Bây giờ để cho bạn Khang chọn trước nha. Can I use English subscriber? She wears white boots, leopard skin shirt, yes. And a black shirt. Nói chung là chọn em đó, giờ đi. Ừ, chọn em đó, chọn em đó. Ừ, ừ, anh biết rồi, anh biết rồi. I can't hear anything. Trời ơi, white shoe là tôi nhìn là tôi biết rồi. Em ơi, mình không còn được sự lựa chọn. Nhưng con đứng ngay buồn quá cô ơi. Buồn quá cô, về với nhau đi cô. Này. Bây giờ là có người bạn ở bên cạnh rồi ha. Hy vọng rằng tụi con sẽ chiến thắng ngày hôm nay. Vòng thứ hai được mang tên là thử tài suy đoán, làm sao để lấy được những điểm số thật là cao đây. Mỗi đội sẽ có hai thành viên,
nghệ sĩ khách mời sẽ lên đây bốc thăm may mắn 5 lá thăm trong số 15 lá thăm ở trên tay Minh Xù đây. Sau đó không được sử dụng bằng lời nói, chỉ sử dụng hình thể để diễn tả mà thôi. Làm sao cho bé đoán được từ khóa đó là gì? Mỗi từ khóa sẽ có 30 giây gợi ý, đoán đúng một từ khóa được 10 điểm, đoán sai không bị trừ điểm. Cố lên nhé. Mời Yuri. Cố lên nè con. Thường một lên. Hai dễ. Nào, rồi anh cầm cho. Khang ơi, sẵn sàng con nha. Dạ. Đây là một món đồ vật ở trong bếp nhà của mình có 3 từ. 30 giây gửi bắt đầu. Xà bông rửa chén. Rửa chén là gần đúng. Bọt rửa chén. Bọt rửa chén, chính xác. Hoặc còn gọi là miếng rửa chén. Từ khóa thứ hai là một hành động con ha. Có 2 từ. 30 giây gửi bắt đầu ơi. Giấc ngon. Hành động. Làm món. Hả? Làm món. Sắp đúng rồi. Là hé. Đúng rồi. Rồi tiếp tục nha. Từ khóa tiếp theo của con là một nghề nghiệp có 2 từ. 30 giây bắt đầu. Tài xế. Đúng rồi. Cái gì? Tiếp tục cũng sẽ là một ngành nghề luôn con, có 2 từ. 30 giây gửi bắt đầu. Ngành nghề nhé. Con không biết. Chưa đúng. Con không hiểu. Không hiểu kìa, diễn tả không hiểu kìa. Con biết con làm gì hết. Trời, lo đánh quá luôn, diễn tả không hiểu. Trời. Có ai biết không ạ? Từ này hơi khó để khó, có thể khó diễn tả. Cái người mà đi diễn xuất người ta gọi là gì? Diễn viên. Đúng rồi. Trời, trời. Từ khóa tiếp theo của con là một vật dụng trong gia đình luôn, có 2 từ. 30 giây gửi bắt nhìn, đầu. Nhìn con nè. Trời khó quá vậy. Rửa tay. Chưa đúng. Bồn rửa tay. Chưa đúng, 2 từ. Xà bông rửa tay. 2 từ thôi. À, cái bồn nước. Chưa đúng. Cái vòi nước. Chưa đúng. Xà bông. Nhưng mà để giặt đồ người ta gọi là gì? Xà bông giặt đồ. Con hiểu nhưng mà con lại không có biết cái tên. Thì đúng đó. Có 10 điểm đó. Chúc mừng. Họ gọi là bột giặt. 4 đáp án chính xác, được 40 điểm nữa. Chúc mừng. Chúng ta đang quay trở lại với vòng thi đấu thứ 3 được mang tên là thử tài âm nhạc. Ở đây thì các thành viên trong Lippy thì đã là ca sĩ rồi và các bạn đã có kinh nghiệm đi diễn. Nhưng mà hồi xưa mình có đi hát hay không mới là vấn đề. Những bài hát tuổi thơ thiếu nhi sẽ quay trở lại trong chương trình Bạn Là Nhóc Tì. Cùng với các bạn nhỏ trong đội của mình, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe 6 bài hát, 6 đoạn nhạc được phát lên. Mỗi khi đoạn nhạc kết thúc, Minh Xù sẽ đọc câu hỏi sau khẩu lệnh hết thì chúng ta mới nhấn chuông giành quyền ưu tiên trả lời. Trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai sẽ bị trừ 5 điểm nha. Bắt đầu bị trừ điểm rồi nha, phải cẩn thận. Nhưng nếu không biết có thể không trả lời để bảo toàn điểm số cho đội của mình. Và bây giờ mình thử chuông nhé. Rồi đầu tiên thành công. Cảm ơn con. Tuyên, cảm ơn con. Nhẹ thôi con gái. Rồi tiếp tục. Con khác. Rồi có rồi. Chuông đã sẵn sàng, ba đội chơi đã sẵn sàng và bây giờ sẽ là bài hát đầu tiên. Đoạn nhạc đã hết, nhúng khá nhiều, nhưng có nhớ gì hay không mới là vấn đề. Câu hỏi của chương trình là em bé trong đoạn nhạc trên đang làm gì hết? Mời em. Đánh vần. Đánh vần, chính xác, chúc mừng. Dễ không? Quá là đơn giản đúng không? Chỉ cần nghe nhạc kỹ thôi. Và bây giờ âm nhạc bài hát thứ hai bắt đầu. Bài này dễ đúng không? Dễ bây quá giờ đúng. Nè, câu hỏi thách đố nè. Câu hỏi này khó dữ lắm luôn. Đây là bài hát rất quen thuộc, nằm trong bộ phim hoạt hình nào hết? Xin mời. Doraemon, chính xác, chúc mừng. Hay quá. Bài hát tiếp theo, xin mời. Để làn mây không bay đi xa, tiếp người sẽ luôn luôn bên ta. Để dòng nước từ con suối xinh thành dòng sông sâu xa. Tiếng cười vui luôn luôn bên ta, tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa. Tiếng cười là bản thân tháng năm của thời niên thiếu ta. Tiếng cười sẽ
Câu hỏi ngay bây giờ như sau. Trong đoạn nhạc vừa rồi, từ tiếng cười được lặp lại bao nhiêu lần hết? Xin mời. 6 lần. 6 lần là đáp án cuối cùng. 12 lần. 12 lần là đáp án không chính xác. Mời hai đội còn lại. Hai chung. Mời con. Không trả lời. Hả? Sao mình bấm mà mình không trả lời? Bấm là phải trả lời. 6 điểm. 6 lần. 6 lần hả? Thì trừ 5 điểm. Chưa chính xác luôn. Không trả lời luôn. Trời ơi. Không sao con, trải nghiệm, trải nghiệm. Con hết lượt rồi, thành công. Con có trả lời không? Con mấy lần? Bấm. Mấy đại lần? Đại nha, đại vô nha. 5 lần. 5 lần. Trừ 1 lần ở bên này đúng không ạ? Câu trả lời của chương trình đó chính là 7 lần. Sao vậy anh? Không tin được sao mà mình mình hãy cùng nhau nghe nhạc lại thôi nào. Để làn mây không bay đi xa, tiếp người sẽ bao la. Để dòng nước từ con suối sinh thành dòng sông sâu. Chị đếm điểm phút thôi à. Tiếng cười vui luôn luôn bên ta, tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa. Tiếng cười là bạn được tháng năm của thời niên thiếu ta. Tiếng cười sẽ luôn luôn bên ta, tiếng cười sẽ luôn luôn ngân xa. Tâm phục khẩu phục chưa? Rồi. Dạ rồi. Rồi ha. 7 mới là đáp án chính xác. Trừ đều 3 đội mà đúng chưa? Đâu có do phải buồn. Bài hát tiếp theo bắt đầu. Đoạn nhạc trên có nhắc tới một từ lấy. Từ lấy đó là gì? Hết. Con không biết. Cô không muốn nghe rồi. Chứ cái gì vậy? Lấy gì? Đợi nhá. Bấm. Mời không, con Minh Khang. Không trả lời. Sao bấm mà không trả lời hoài vậy? Mình con phải không trả lời với công bảo tại số điểm. Không. Mình không có cần phải bấm. Mình không trả lời thì mình không trả lời luôn. À. Vậy bây giờ mình muốn có trả lời không? Không trả lời. Cảm ơn con, đừng bấm nữa. Rồi, nhấc cái chuông lên. Bán thẳng số điểm. Rồi, bây giờ hai đội còn lại bấm đi. Rồi, trả lời, xin mời. Sao xuyến. Sao xuyến là mở bán. Lấy 5 điểm nữa. Chưa chính xác. Trời ơi, đục ngã. Không bấm. Không bấm. Câu trả lời của chương trình là từ tha thiết. Trời ơi, mình biết. Không sao, bây giờ mình gỡ điểm nè. Đoạn nhạc tiếp theo, bắt đầu. Xe ca mẹ, đè cá chép, tai nào đẹp thì đi bẻ ngô, tai nào to thì đi nhớ bồ, tai nào nhỏ thì hai đầu đen, tai lò lem thì sống 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 mau đi về ngắt rửa tay cho ta. Yeah, và bây giờ sẽ là câu hỏi của chương trình. Trong đoạn nhạc trên có một nhân vật cổ tích xuất hiện, đó là ai hết? Mời Yori. Lò lem à. Chính xác rồi. Đúng không? Lọ lem, nhân vật cổ tích vừa xuất hiện. À, hai đội còn lại thân mến ơi, bây giờ mình phải cố gắng nghe thật là kỹ, bấm thật là nhanh nha. Đoạn nhạc cuối cùng bắt đầu. Hey, câu hỏi cuối cùng của chúng ta như sau. Ca khúc vừa rồi thuộc dân ca miền nào hết? Xin mời Yori. Lý Hòa Kêu là miền Nam anh. Lý Hòa Kêu là miền Nam, chính xác chưa? Kết thúc vòng 3. Ba đội chơi với những điểm số như sau. 40 điểm là điểm của đội Heo Đất, 45 điểm là điểm của đội Quyết Thắng, và 105 điểm đang là số điểm hiện tại của đội May Mắn. Đó là may mắn, điểm số khá là cao. Nhưng hai đội còn lại vẫn có cơ hội lội ngược dòng ở vòng cuối cùng. Và bây giờ sẽ là vòng hợp sức. Chúng ta đã có mặt tại vòng cuối cùng mang tên hợp sức. Vòng này thì ba đội chơi sẽ phải trải qua những thử thách như sau. Các khách mời thân mến ơi, nhiệm vụ của mình bây giờ nhẹ nhàng lắm. Đứng kế bên, hỗ trợ về mặt tinh thần. Tới khi nào mà bé cần thì bé sẽ nhờ mình trợ giúp. Các con thân mến, bây giờ mình sẽ là những nhân vật chính. Mỗi bạn sẽ phải trả lời 5 câu hỏi cho mình. Phải trả lời nha, không được bỏ qua. Đối với những câu hỏi mà tụi con tự trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai bị trừ 5 điểm. Nhưng câu nào khó quá, mình giơ ngôi sao lên, sẽ nhận được sự trợ giúp của cô Tiên đứng bên cạnh tụi con đó. Nếu như cô Tiên trả lời sai thì vẫn bị trừ 5 điểm như thường nha. Và đặc biệt, trong vòng cuối cùng này,
có một cái ngôi sao may mắn để tụi con đánh cược trong cái câu hỏi đó. Nếu như tụi con đặt cược ngôi sao may mắn thì tụi con sẽ được nhân đôi điểm số trong câu hỏi đó là 20 điểm nếu như trả lời đúng, và 10 điểm sẽ bị trừ đi nếu như tụi con trả lời sai. Bây giờ đội nào thi tiếp theo nè? Khang nhé. Dạ. Và bây giờ sẽ là Minh Khang. Câu đầu tiên, con có muốn sử dụng ngôi sao may mắn không? Dạ không. Cảm ơn con. Câu hỏi của chúng ta như sau: ánh sáng mặt trời được tạo thành từ bao nhiêu màu cơ bản? Dạ 7. Đó là? Đó là xanh, đỏ, cam, vàng, lục, lam, trầm, tím. Đúng rồi. Quá giỏi, 7 màu. Câu hỏi tiếp theo, con có muốn sử dụng ngôi sao may mắn không? Dạ không. Cảm ơn con. Câu hỏi như sau: những loài vật có khả năng phát sáng trong bóng tối là gì? Dạ đom đóm. Đúng rồi, 10 điểm cho con. Câu hỏi tiếp theo dành cho con như sau: nhưng mà chúng muốn hỏi con xài ngôi sao may mắn hả? Có chứ. Rồi, sử dụng ngôi sao may mắn nếu như con trả lời đúng được 20 điểm nha. Câu hỏi như sau: khi muốn cảnh báo nguy hiểm cho đồng loại thì loài thỏ sẽ làm gì? Dậm chân. Dậm chân là một đáp án. Chính xác. Chính xác. Chính xác, chúc mừng. Quá là giỏi, con được 20 điểm nữa. Câu hỏi thứ tư dành cho con như sau: đà điểu và chim cánh cụt, con nào bay nhanh hơn? Chú ơi, chú, con chim cánh cụt và đà điểu đều không biết bay à. Cảm ơn con, 10 điểm nữa cho con, chúc mừng. Yuri ơi, em ra ngoài uống cà phê đi, khi nào xong vô. Chạy cho em ly cà phê chị ơi. Câu hỏi cuối cùng dành cho con như sau. Dạ. Kể tên một loại đồ vật có thể giúp chúng ta nhìn thấy cả thế giới. Dạ, bản đồ. Chị con nói bản đồ. Sao chú nói gật đầu vậy? Chú gật đầu là đúng rồi đó. Ủa? 10 điểm nữa cho con. Sao chú lại vẫn để thời gian chạy tiếp? Thì đúng rồi, bây giờ để cho chị tiếp chơi cho vui. Trời ơi. Trời ơi, 60 điểm tuyệt đối dành cho con trong vòng này, chúc mừng. Cái này là đồng ý. Yuri là coi như là đứng cà phê em con. Ừ, không còn giá trị gì nữa. Chúc mừng con, đội của con đã có 165. Và ngày hôm nay chúng ta có thể nói là một cái sự vượt bậc về điểm số. Đội chiến thắng ngày hôm nay với điểm số là 165 điểm, xin được chúc mừng cho đội may mắn. Và là đội chơi xuất sắc và nhất nhận được giải thưởng là 10 triệu đồng, chúc mừng. Xin được mời ba đội chơi ra sân khấu để nhận thưởng nào. Rồi, tặng cho ba tụi con mỗi người một con gấu nha. Ủa, tụi em không có chia nhau anh. Chia nhau. Em có anh. Không, không có anh. Tụi em sẽ có được một cái nụ hôn môi xa của anh. Cảm ơn Lippy rất là nhiều vì đã đến với chương trình trong tuần này, mang lại một cái làn gió rất là mới, rất là đẹp, rất là đẹp luôn, và hỗ trợ cho ba bạn nhóc tiền ngày hôm nay vượt qua những thử thách của tuần này. Từ từ, 10 triệu đồng thuộc về đội chiến thắng xuất sắc nhất, chúc mừng cho đội may mắn. Bên cạnh đó còn có một suất học bổng trị giá 4 triệu đồng nữa dành cho nhóc tỳ bản lĩnh, xin được chúc mừng cho bạn Minh Khang. Và chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chương trình này. Đừng quên tuần sau vào lúc 10 giờ trưa chủ nhật hàng tuần, chúng ta sẽ bật TV lên trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam, sẽ gặp gỡ Minh Sù cùng với một cuộc đấu mới. Và ngày hôm nay xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.